Xin kính chào quý vị và các bạn. Hồng Nhung đang được đứng trong một không gian rất đẹp và trong lành. Nhưng không phải lúc nào, không phải ở đâu cũng có một không gian như thế này hiện hữu. Và mỗi ngày thì chúng ta vẫn đang phải nỗ lực để tìm lại những gì tốt đẹp mà tự nhiên đã ban tặng. Không chỉ là việc trồng thêm những cây xanh, bớt đi những ống khói, mà ở cả những tác động nhằm loại bỏ đi những mầm bệnh đang tấn công sức khỏe con người. Một tin vui là mới đây Hải Phòng đã trở thành một trong ba đô thị được chọn để triển khai dự án thành phố không bệnh lao cùng với thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hội An của tỉnh Quảng Nam. Qua quá trình phát triển hàng nghìn năm, loài người đã khắc chế được rất nhiều căn bệnh mà khi khởi sinh từng được coi là nan y. Lao chính là một bệnh nằm trong số này. Hiện nay dù đã là một căn bệnh có thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng vì nhiều nguyên nhân, lao vẫn tồn tại trong đời sống của chúng ta và âm thầm lấy đi cơ hội được sống khỏe mạnh của không ít người. Theo lịch sử nghiên cứu y học, bệnh lao đã xuất hiện từ cách đây khoảng 15.300 đến 20.400 năm. Đến nay vẫn là bệnh nhiễm khuẩn chính và thường gặp nhất, ảnh hưởng đến 2 tỷ người, tức gần 1/3 dân số thế giới, với 9 triệu ca mắc mới mỗi năm, chủ yếu ở các nước đang phát triển. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mỗi ngày vẫn có khoảng 4.100 người chết, vượt qua căn bệnh AIDS để trở thành bệnh truyền nhiễm gây tử vong cao nhất trên thế giới. Bệnh do vi khuẩn lao gây nên, hầu hết các bộ phận của cơ thể đều có thể mắc, nhưng hay gặp nhất là lao phổi, chiếm tới 85%. Mặc dù thuốc điều trị ngày càng hiệu quả, nhưng bệnh lao vẫn còn là một trong những trở ngại lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội, vì tới hơn 70% người mắc lao nằm trong nhóm lao động chủ yếu của xã hội. Hiện nay, ở Việt Nam, ước tính hàng năm vẫn có khoảng 130.000 người mắc lao mới và 16.000 người tử vong vì căn bệnh này. Đặc biệt, cùng với sự bùng phát của đại dịch HIV/AIDS, việc di dân và tình trạng lao kháng đa thuốc tiếp tục tăng cao đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thanh toán bệnh lao của chương trình chống lao quốc gia. Tại Hải Phòng, trung bình hàng năm phát hiện khoảng 2.000 bệnh nhân mắc lao các thể, trong đó hơn 1.600 bệnh nhân mắc lao mới, khoảng 60 người mắc lao kháng thuốc và siêu kháng thuốc. Đặc biệt, số bệnh nhân mắc các thể lao phối hợp, lao ở trẻ em, ở người cao tuổi cũng chiếm tỷ lệ cao. Với dân số hơn 2 triệu người, dịch tễ bệnh lao ở Hải Phòng hiện đứng ở mức trung bình cao so với toàn quốc. Tại quận Hồng Bàng, mỗi năm, tổ chống lao phát hiện và điều trị cho khoảng 120 bệnh nhân lao các thể. Tuy nhiên, đây chưa phải là con số đầy đủ. Một phần do người bệnh chọn các cơ sở y tế tư nhân để điều trị, nhưng một phần khác, đáng nói hơn là số người che giấu bệnh. Đây cũng là những vấn đề được chỉ ra ở tất cả các địa bàn khác tại thành phố. Theo ước tính của cơ quan chuyên môn thì còn khoảng 20-30% số người bệnh lao trong cộng đồng chưa được phát hiện hoặc phát hiện muộn. Cùng với đó, do hiểu biết về bệnh lao trong một bộ phận dân cư chưa đầy đủ, nên họ thường không đi khám bệnh hoặc chỉ đi khám khi bệnh đã nặng. Điều này không chỉ khiến cho quá trình điều trị của người bệnh trở nên khó khăn hơn, mà nguy hiểm còn ở chỗ, rất có thể họ đã vô tình làm lây bệnh ra cộng đồng. Những khó khăn trong hoạt động chống lao tại thành phố còn được nhắc đến ở sự đầu tư hạn chế về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, trong khi tài trợ của nước ngoài đang dần bớt đi. Bên cạnh đó, chúng ta cũng chưa có những chính sách mạnh mẽ để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, sự tham gia của các tổ chức xã hội cộng đồng cũng còn hạn chế. Tất cả có ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động phòng chống lao nói chung. Người mắc bệnh lao ở nước ta chủ yếu ở độ tuổi lao động, từ 15 đến 50 tuổi. Vì vậy, ngoài việc gây tổn thất cho sức khỏe con người, bệnh lao còn tác động đến sự phát triển bền vững kinh tế xã hội. Xác định rõ điều này, những năm qua, tại Hải Phòng, công tác phòng chống lao cũng đã có nhiều nỗ lực để đạt được những kết quả định tính bằng các con số cụ thể. Trên 70% bệnh nhân lao phổi mới được phát hiện. Hơn 90% số bệnh nhân lao phổi mới đã phát hiện được điều trị thành công, giảm tỷ lệ bệnh nhân bỏ điều trị xuống dưới 5%. Cùng với đó là từng bước kiện toàn, củng cố và nâng cao năng lực hệ thống quản lý chương trình phòng chống lao, tăng cường phát hiện người bệnh lao kháng đa thuốc, phát hiện, quản lý và điều trị lao trong nhóm người có HIV, quản lý lao trẻ em và khám sàng lọc lao cho trẻ tiếp xúc với nguồn lây, sử dụng kỹ thuật gen expert trong chẩn đoán bệnh lao, lao kháng thuốc có hiệu quả. Một chương trình quan trọng trong phòng chống lao đã được triển khai ở Việt Nam mà Hải Phòng được chọn là một trong ba đô thị thí điểm, đó là dự án thành phố không bệnh lao hay còn gọi là ZTV.
liên kết các đối tác và tổ chức cộng đồng trong hoạt động tối ưu hóa và mở rộng mô hình chăm sóc người bệnh lao toàn diện. Đó là phương thức chủ đạo mà dự án này lựa chọn. Mục tiêu là tăng số ca bệnh lao được phát hiện, giảm tỷ lệ mất dấu sau chẩn đoán và thiết lập mô hình chăm sóc toàn diện người bệnh lao dựa trên sự tiếp cận chủ động thông qua sự hỗ trợ của cộng đồng và công nghệ tiên tiến. Củng cố hệ thống chăm sóc bệnh lao hiện tại, bổ sung các khoảng trống về phát hiện và quản lý người mắc lao trong cộng đồng. Đó là những mục đích trọng yếu mà dự án thành phố không bệnh lao hướng tới. Từ năm 2017, dự án được triển khai tại Hải Phòng với 4 quận trung tâm là Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân và Hải An. Gánh vác trách nhiệm quan trọng trong thực hiện dự án này là Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hải Phòng, cùng với hệ thống y tế cộng tác viên cơ sở. Chúng ta hãy cùng xem họ đã và đang có những chuẩn bị gì cho nhiệm vụ này. Vâng, thưa quý vị, hàng năm thì tại Việt Nam có đến 130.000 ca mắc lao mới và hàng chục nghìn người phải đầu hàng số phận trước căn bệnh này. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với các vị khách mời, bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thị Thanh Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa quận Hải An, bác sĩ Mạc Huy Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hải Phòng. Với cái mục tiêu hướng tới một thành phố không bệnh lao thì trước hết chúng tôi muốn hình dung về dự án này. Xin mời bác sĩ Mạc Huy Tuấn ạ. Hải Phòng là một trong 3 tỉnh thành phố được lựa chọn vào cái dự án thành phố không bệnh lao. Đây là cái dự án liên kết các đối tác, các tổ chức trong cộng đồng nhằm phục vụ công tác chăm sóc, hỗ trợ cho người bệnh lao. Sau khi đã có ký cam kết đồng thuận để tham gia cùng chương trình chống lao quốc gia và các tổ chức đối tác nước ngoài, thì chương trình chống lao thành phố Hải Phòng đã xây dựng kế hoạch chi tiết giai đoạn thứ nhất từ tháng 10 năm 2017 và dự kiến thì kéo dài đến hết tháng 12 năm 2018. Dự án tại Hải Phòng cũng đã triển khai tập huấn về nội dung, về kỹ thuật, hỗ trợ cho các cán bộ tham gia dự án. Cái kế hoạch đó nghe thì đơn giản vậy thôi, nhưng còn rất nhiều việc phải làm và nó đòi hỏi những cái sự nỗ lực rất là lớn của công tác chuyên môn cũng như là cái công tác tổ chức ở dưới các địa phương. Vâng, sở dĩ nhắc như vậy mà chúng tôi muốn đặt câu hỏi đến với bác sĩ Lê Thị Thanh Phương. Bà có thể nói gì về cái nhiệm vụ mà được giao xuống các quận cho tới được thời điểm này ạ? Cái thời gian vừa qua thì cái dự án Zero TV đã từ Hải Phòng đã bước đầu thực hiện, thì Bệnh viện Đa khoa quận và Trung tâm Y tế quận và Chi cục Dân số của quận thì là đầu mối để thực hiện và triển khai cái dự án này. Thì việc đầu tiên là chúng tôi lựa chọn các cộng tác viên dân số, họ sẽ tiếp cận với lại người bệnh và tư vấn cho những người tiếp xúc trong hộ gia đình và người tiếp xúc trong cộng đồng, thì để đưa những cái người này đến để làm, để khám là sàng lọc lao. Như vậy là cái khối lượng công việc của tuyến quận và đặc biệt là các cộng tác viên ở cơ sở thì sắp tới tăng lên rất là nhiều phải không ạ? Tất nhiên rồi ạ. Ngoài cái công việc họ được giao là công tác về dân số thì họ phải làm thêm cái công việc của dự án, tức là họ sẽ mất thêm thời gian này, thêm việc. Đấy là cái khó khăn của cộng tác viên. Cái lực lượng cộng tác viên dân số ở cơ sở hiện nay thì ở mức độ nào ạ? Một quận thì tùy theo phường, thì mỗi phường thì có 1 đến 2 cộng tác viên. Họ đã được đi tập huấn thì tôi nghĩ là họ làm tốt. Thực ra đến bây giờ lao trong mắt mọi người nó vẫn là một căn bệnh nhạy cảm, tức là người ta vẫn giấu, thậm chí còn có cả những cái nhận thức không đúng để người ta không có những cái cách bảo vệ cho bản thân, cho gia đình và cho cái cộng đồng nữa. Đúng rồi, sự hợp tác của người bệnh cũng như người nhà người bệnh với cộng tác viên cũng đấy cũng là một khó khăn. Có khi nào mà người làm công tác phòng chống lao ở cơ sở đến mà bị người nhà hoặc là bị ngân người ta đuổi về không ạ? Có đấy ạ. Chính bản thân tôi khi mà đi giám sát ở trong cộng đồng của với bệnh nhân lao ấy là nhiều khi người ta cũng không muốn tiếp. Có lần người ta đuổi về và cuối cùng lại phải quay lại lần sau và tư vấn cho họ để hiểu được cái mục đích của việc mình làm, thì người ta sẽ mở lòng, người ta sẽ tiếp mình thôi ạ. Vâng, ở đây thì cái điều quan trọng nhất là cái sự nhiệt tâm phải không ạ? Và chúng tôi nghĩ rằng là với cái kinh nghiệm phòng làm công tác phòng chống lao ở cơ sở cũng như là cái sự nhiệt tình, sự nhận thức đầy đủ về cái ý nghĩa của cái dự án này thì chúng tôi tin rằng là ở cấp quận và cấp cơ sở thì sẽ thực hiện tốt. Trở lại với những cái điều kiện để thực hiện đề án thì không biết rằng hiện nay cái hệ thống phòng chống lao ở Hải Phòng thì đã đáp ứng như thế nào để chúng ta có thể hướng tới một thành phố không bệnh lao, thưa bác sĩ Mạc Huy Tuấn? Cái mạng lưới chống lao thành phố Hải Phòng thì đã phủ khắp
điểm cuối cùng là Bạch Long Vĩ. Ngoài bệnh viện lao bệnh phổi làm cơ quan đầu mối để tham mưu cho Sở Y tế, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố về công tác chức năng, còn có các bộ kiêm nhiệm, cán bộ y tế kiêm nhiệm ở dưới tuyến quận, huyện, xã, phường. Bệnh viện lao bệnh phổi Hải Phòng chúng đang ứng dụng một số cái kỹ thuật khoa học về y tế để giúp cho công tác phát hiện, chẩn đoán sớm và điều trị sớm một cách có hiệu quả cho người bệnh. Ngoài ra thì còn cái việc phối hợp giữa các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố, y tế công cộng, y tế thông tư, rồi các phòng khám đa khoa để phối hợp với cái bệnh viện lao bệnh phổi Hải Phòng, chương trình chống lao thành phố để phát hiện, chẩn đoán, giám sát, điều trị cho người bệnh. Thuốc điều trị cho người bệnh cũng đã được tích hợp lại, có những viên hai loại thuốc, có viên đóng ba loại thuốc trong một viên, và thời gian điều trị rút ngắn so với trước. Ví dụ như trường hợp lao phổi mới bây giờ thời gian điều trị chỉ 6 tháng. Trước đây là 9 tháng phải không ạ? Dạ vâng. Càng ngày thì cái công tác phục vụ cho cái việc điều trị này nó sẽ càng có những cái thuận lợi hơn cho người bệnh. Chúng tôi muốn hình dung ra một cái viễn cảnh gần nhất là khi mà Hải Phòng không còn bệnh lao, đúng như là cái tên của cái dự án này. Hình dung của hai bác sĩ về công việc của mình lúc đó là như thế nào ạ? Với cái mục đích là phấn đấu đến năm 2030, Hải Phòng nói riêng và cả nước không còn bị nghèo vì lao và không bị chết vì lao nữa, thì tôi nghĩ rằng là chúng tôi lại sẽ chăm sóc cho sức khỏe cho nhân dân, không phải chữa bệnh nữa mà là chăm sóc sức khỏe ngày càng tốt hơn. Chúng tôi nghĩ là cái công tác phòng bệnh nó cũng rất là quan trọng. Còn bác sĩ Bạch Huy Tuấn đã nghĩ đến việc mình thất nghiệp phải chưa? Thành phố không có bệnh lao thì nhân viên, cán bộ nhân viên y tế phòng tham gia công tác phòng chống lao còn rất nhiều việc phải làm liên quan công tác y tế. Ví dụ phòng bệnh, ví dụ phải chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ở cái lĩnh vực y tế khác. Chúng tôi đặt câu hỏi vui như vậy thôi, nhưng chúng ta đã biết là bệnh lao là một bệnh rất là phổ biến và nó là bệnh lây nhiễm. Cái mục tiêu của chúng ta là giảm thiểu những cái tác hại của nó đối với cái đời sống của con người, đối với xã hội. Hy vọng một ngày gần đây nhất thì cái dự án này sẽ có được những cái kết quả để chúng ta có thể ngồi cùng chia sẻ niềm vui với nhau. Hy vọng rằng Hải Phòng sẽ có được một môi trường sống tốt nhất, bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho người dân. Một lần nữa xin được cảm ơn sự tham gia và những cái thông tin chia sẻ của hai bác sĩ. Bệnh nhân lao đang có nhiều hơn những cơ hội điều trị. Trước hết, đó là từ sự quan tâm của nhà nước. Một chính sách có thể không được tất cả mọi người dân biết đến từ văn bản, nhưng chắc chắn nhiều bệnh nhân lao biết rằng từ hàng chục năm qua, họ và những người cùng hoàn cảnh như mình đã được điều trị miễn phí tại các cơ sở y tế nhà nước. Những tiến bộ của y học thời gian qua cũng mang đến cho bệnh nhân lao nhiều giải pháp điều trị đặc hiệu để bệnh lao hoàn toàn có thể phát hiện sớm và chữa khỏi, chỉ cần người bệnh tuân thủ phác đồ điều trị. Khác với một số căn bệnh khác, với bệnh lao, ở tuyến cơ sở cũng có thể điều trị rất tốt. Ở tuyến dưới chúng tôi là những tuyến gần như cũng cuối, thì là tiếp nhận những cái bệnh nhân mà mới và những bệnh nhân ở nơi khác chuyển về. Có những cái ca khó, chúng tôi có thể làm những gen expert và những một số những cái xét nghiệm tốt hơn, thì chúng tôi lại được quyền chuyển lên trên. Tất cả các bệnh nhân thì chúng tôi khuyên là nếu mà nghi ngờ thì mình có thể đến các cơ sở chống lao thì chuyên nghiệp, thì người ta sẽ có hướng dẫn cho mình được cái chi tiết cụ thể hơn. Một điểm quan trọng nữa là bản thân người bệnh. Họ chính là người mang đến cho mình những cơ hội tốt nếu thực sự quan tâm đến sức khỏe bản thân. Đó có thể là việc chú tâm đến những tín hiệu sớm phát đi từ cơ thể. Trong cái lúc mà mình đi làm ấy, thì mình cứ thấy là chiều nó bị sốt, khó chịu, mua thuốc uống. Thì trong một tuần nó uống thì nó vẫn cứ bỏ thuốc ra cái thì nó lại sốt, là bắt đầu mới bỏ đi lên bệnh viện khám. Khám thì lên đa khoa thì người ta chẩn đoán là bị lao. Nên là mình chuyển sang bên bệnh viện lao điều trị. Bây giờ là được 2 tháng rồi, thì thấy người nó khỏe khoắn, ăn uống rất ngon. Đó là một bệnh nhân chịu công khai tình trạng bệnh của mình để hạn chế nguy cơ lây nhiễm đến những người xung quanh. Mình không dám thì mình thấy bản thân mình thôi. Thì trước nói có bệnh là mình phải chữa, chứ cái này mà để người ta phát lại thì rất nguy hiểm, nó còn mang chất kéo dài mãi cái cuộc đời mình, không thể còn lây lan sang người kia, ảnh hưởng đến mọi người. Đâm là cái đó là mình thiết quyết phải giữ gìn, hay là mình trong gian điều trị mình phải có kiêng khen những người về bát đũa rồi vệ sinh các thứ, là mình cũng phải lên là tránh những người ta không bị.
Với việc được thí điểm thực hiện dự án thành phố không bệnh lao, hoạt động chống lao tại Hải Phòng thời gian tới sẽ có nhiều sự quan tâm đáng kể. Trong đó, đặc biệt cần nhắc đến là việc khám sàng lọc dành cho người nhà bệnh nhân lao nhằm phát hiện sớm, hạn chế nguy cơ lây lan ra cộng đồng. Gia đình mình nếu mà được quan tâm như thế thì mình thấy là tốt, bởi vì cái sức khỏe của mình là chính. Mình được mọi người quan tâm và đi khám để xem trong cơ thể mình nó có bệnh thì tốt quá, chứ có ai bảo là phiền hà gì đâu, đúng không? Người dân không còn mắc bệnh lao, không còn nghèo vì bệnh lao và không bị chết vì bệnh lao. Với mục tiêu này, tin tưởng rằng dự án ZTV sẽ góp phần quan trọng trong chiến lược thanh toán bệnh lao của Việt Nam vào năm 2030 với tinh thần không để ai lại phía sau, cùng nhau đoàn kết để chấm dứt bệnh lao. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng mong muốn được sống trong một môi trường trong lành. Một thành phố không bệnh lao, đó không đơn thuần là một mục tiêu mà là một kỳ vọng. Kỳ vọng đó hoàn toàn có thể biến thành hiện thực nếu mỗi người trong chúng ta đủ quan tâm tới chính bản thân mình, tới những người xung quanh. Hãy để tiếng nói của trách nhiệm vang lên cho bạn, cho tôi, cho tất cả chúng ta.